Hi, xin chào anh em. Mình mới được chỉ cái bãi câu nè. Đây đây là một cái bãi câu nha. Và đây thì có mấy cần câu của cái anh chủ nhà anh đang câu nè. Anh đang câu cái anh gặp đá gà rồi anh bỏ anh câu anh đi đá gà luôn. Thì giờ mình vô đây mình câu nha mọi người. Đây. Anh câu ở đây. Đó, 1 2 3 anh câu 3 cần. Rồi cái anh đi đá gà rồi. Rồi giờ mình sẽ vô mình câu đây, mình câu kế bên đây nha mọi người. Mình sẽ câu đây và mình có xách theo hai cần câu. Thì hai cần câu mình sẽ câu ngay đây nha, cái phản tống này nha. Còn bên đây á, là anh chủ nhà anh câu rồi, mình sẽ câu ở đây nha mọi người. Rồi giờ mời mọi người cùng xem cái buổi câu ngày hôm nay của mình nha. Xin chào anh em, thì ngày hôm nay mình sẽ đi câu bờ thôi nha anh em. Và cái bãi thì mình mới vừa giới thiệu đến đến anh em xong. Bây giờ mời anh em cùng theo dõi cái buổi câu ngày hôm nay của mình nha. Ok anh em. Rồi thì anh em mình đã ra xong hai cây cần rồi nha nè. Đó, thì mình câu là hai cây mít treo nha nè, hai cây mít treo 2,7 m. Đó, 2,7 m nha. Cán là cán giống giống như bần vậy đó. Cán giống như bần vậy nha mọi người. Nhưng mà không phải bần nha. Máy thì máy là máy Sina 4000 dây Mekong 0.52 màu tím. Ok mọi người, hai cây. Rồi, chờ thôi nha. Đây anh em, thì nó ăn rồi nè, anh em nó ăn cây bên bên trái nè. Nó rỉa nhà, nhà cá này cá nhỏ anh em thấy nó nhịp không nè đó. Đó để ý cái bên trái nha anh em, nó dính rồi đó. Nhưng mà mình câu chùm nho cho nên mình cũng thèm giật luôn. Giờ mình đó đó, bây giờ bắt cho anh em coi nha. Đây, rồi rồi bây giờ mày rồi rút rồi mẹ kìa, kìa con này chắc ngón tay cái gì vậy? Kéo nhà máy cho đẹp nha. Lộng không? Lộng chứ. Dồn hơi luôn, không có phản kháng gì được luôn nè. Cá chút xíu. Rồi cá chim luôn. Ok anh em. Đó, được được con nha, con đầu tiên nha. Ok. Rồi. Là anh em ăn nữa anh em, cây bên cây cây mé bên kia anh em. Cây đó mới dính con cá chim xong giờ nó ăn nữa nè. Nó mới nhịp á anh em. Để nó nhịp cái nữa mình lụm nó nha. Anh em để ý cây bên kia nha. Đó 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 đó, rồi lụm rồi lụm rồi lụm rồi. Đây mình đặt máy cho mình bắt nó nha nè. Này thì có mình mà cái chỗ này thì cái điều kiện nó cũng hơi khó nha. Đó, nãy anh chủ nhà anh về anh kéo cần anh cái anh đi mất tiêu nữa rồi, không biết còn không ở đây. Ngồi dướng luôn rồi, trời ơi to gốc anh em ơi. Ý, lên 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 lên. Ấy, lên nha, con này trọng nha. Ủa? Như dính cái bạch luôn hay gì á? Kì á. Ờ, sảy luôn. Cái ăn gõ ràng luôn, mà nó lâu vô đây nè, lâu vô dướng cái này mới sảy nè anh em. Nó nhịp bạc bạc mấy cái rồi. Ủa quá. Ý, ý. À, phải không ăn hay là mình đụng sấy thôi, làm lại ha anh em ơi. Cái chỗ này nó cũng hơi hẹp cho nên là mình không có quăng cái cảnh mà mình chọi cần ra được nha, mình chỉ quay cái cảnh mình bắt cá thôi nha anh em, không có chỗ đặt máy chứ gì hết trơn. Cái này làm như nó ăn nó rỉa vậy mà nó díu díu rồi. Ok anh em tiếp tục thôi, hai mồi. Đây anh em, đây anh em. Nó ăn anh em, ăn cái cần, nó ăn cái cần bên đây nè anh em. Mình đang kéo cái cần này lên mình thay mồi, nó ăn cái cần kia, nó rút cái cần kia quá trời luôn rồi. Để mình đặt máy mình bắt nó nha. Con mình là mà câu bãi này khó quá. Anh em chịu khó coi nha, cái cần bên kia nha anh em. Đó nó còn nhịp á anh em. Anh em thấy không? Đó đó đó, còn nhịp đó đó đó. Đó. Nè, để mình hạ cái cần này xuống cho anh em coi nè. Đây nè. Lụm nha anh em. Đi. Dính nữa mà con này cũng nhỏ nha, không bự nha. Chắc cá chim nữa quá. Chết chết chết, máy vô nước. Trời ơi, nữa rồi, cá chim nữa rồi. Rồi bữa nay trúng bầy chim con luôn em ơi. Đây con thứ hai. Trúng bầy chim con rồi. Rồi để mình, nãy mình có lượm được cái thùng, để mình bỏ nó vô thùng rồi chút nữa mình tổng kết cho bữa nay mình câu được nhiêu cá cho anh em coi nha. Rồi xong rồi chừng nào mình về mình bắt đầu mình thả nó nha. Tại mình đang còn trong cái thử thách đó nè. Cũng phải thử thách vậy mà, tại mình xin thôi.
mình có cái công chuyện ở nhà mình á, cho nên là mình có xin, mình xin là mình câu tôm vọng năm, dính cá mình không có bắt, mình thả hết đó. Thì cũng có một số anh em nói là mình câu mình làm màu này kia rồi, thì anh em nói gì nói, mình thì công chuyện của mình thì mình biết thôi, chứ anh em đâu biết đâu. Anh em là không cảm được, không cảm, không không cảm được thôi, chứ mình cũng không không tách móc gì anh em. Thì mình nói cho anh em hiểu của mình chút xíu thôi. Ok anh em ha, thì đây đây mình được hai con rồi nha anh em, hai cá chim nha. Ok cái bãi này anh em, cá thì có cá nhưng nó hơi bị khó câu. Thứ nhất là chà, thứ hai là không có chỗ quăng. Mình chọi cái muốn qua tới bờ bên kia luôn rồi. Mình mới xuống nó ăn liền rồi mọi người, ăn mình giật được hai cá chim, cái tự nhiên cái nín luôn, nó mất tiêu luôn, không ăn uống gì luôn, ngộ thì chứ, ngồi nãy giờ cả tiếng mà không rỉa không gì trơn, làm như là có mấy con cá nó đi qua mọi người, nó đi qua bạn cái nó qua gặp mà nó ăn được cái á, ăn xong cái nó qua luôn vậy đó. Làm như chỗ này nó không có cá giữa hay sao mọi người, ngồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ thôi mà chưa, nó không có đá một cá nào luôn, ngộ gì chứ. Bây giờ để mình gán, mình đợi cho tới nước nó rồng nó trở nước lại á mọi người, để coi làm sao nha. Tại nãy mình đi ra là nước nó đầy nhóc rồi, nó gần nó là kiểu như nó đang cuối nước lớn rồi, nó chuẩn bị rồng rồi mọi người. Bây giờ thì gán đợi nước rồng nha, làm sao nha. Ok mọi người. Thì đây mọi người, nước thì giờ nó đã giật rồng nè, nó giật rồng nãy giờ cũng hơi nhiều rồi nè đó, nhưng mà nó vẫn chưa ăn nha mọi người. Hồi sớm mình đây nước ngập ở đây luôn, mình loại chấm chấm nãy giờ á, mà giờ nó gồng nó giật xuống rồi, giật được con gan nước rồi mọi người đó, mà nó chưa có chảy nhiều, chảy mạnh nha, nó giật cũng chảy riu à, nó đang rút từ từ, thì gán đợi xíu nó coi nước nó chảy mạnh coi sao nha. Ok đây mọi người, cuối cùng cá cũng ăn mọi người, ăn mọi người, ăn mọi người, trời từ nãy giờ lâu lắm rồi nó mới ăn lại nha, để mình canh mình lụm nó nha mọi người. Đâu rồi, mới rỉa cái đó,
Ăn đi tối rồi ông ơi. Trời, từ hồi nãy giờ nước nó chảy nói chung là giờ nó chảy cũng hơi mạnh đó mọi người. Chảy mạnh mạnh nó mới ăn. Còn mà nước yếu yếu không chảy là nó không ăn luôn á. Câu cá sông mà nó vậy đó, nước phải chảy nó mới ăn nha. Còn nước không chảy thì mơ hồ luôn. Nói chung là nó cũng ăn nhưng mà tùy cái khúc sông. Đối với cái khúc sông mà nó ứ, nó đắp đập rồi nó ứ lại, nước không chảy thì nó mới ăn thôi. Còn cái sông bình thường như vậy, nước không chảy thì vô phương. Ngồi mỏi mòn luôn. Ăn nha nè, dính không, dính không, dính 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 rồi nè, dính nè, trời ơi. Đây cái gì đây, cái gì đây, giật một cái công cần nguyên tuôn cái ép rồi ở cái chim nữa nữa tới giờ nữa rồi nè anh em thấy không, nước chảy nó mới ăn lại nha anh em. Con thứ ba nha anh em. Hai con kia nãy giờ không biết còn sống không nữa, cũng lâu quá trời rồi nè. Trời ơi dữ á. Nay gặp bầy cá chim rồi nha. Đây là mình gặp bầy cá chim. Đây cái chim, chim cỡ con chim này chắc chim phóng sanh quá, nhưng mà câu sông mà giờ câu sông thì chỉ có nhờ người ta phóng sanh mới có cá rồi, chứ giờ cá không còn đâu, cá bị thuốc bắt hết rồi. Ok anh em ha, rộng thôi. Nãy giờ anh em có lý không, mình câu hai cây cần nhưng mà cá nó chỉ ăn duy nhất một cây thôi, một cây bên trái, cây bên phải thì lâu lâu nó ghĩa cái nhưng mà nó không dính. Anh em biết tại sao không? Tại con cá nó ăn là nó ăn đúng một cái lỗ đó thôi. Đó, một cái chỗ một. Thì cây bên trái là mình chọi vô cái lỗ đó, cây bên phải mình chọi cái lỗ khác. Đó, thì con cá nó đi đã đi bên cái đường mà cây bên trái anh em. Cho nên là cây bên trái nó sẽ dính nhiều. Đó, cây bên phải là mình đánh cái chỗ khác. Nó không trúng cái chỗ đó. Cá nó cái chỗ khác nó cá nó không có đi tới đi lùi nhiều. Cho nên là cái chỗ cây bên phải là nó không ăn. Nó ăn cây bên trái không. Đó, bởi vậy anh em cũng lưu ý cái đó nha. Thì mình câu là cái chỗ đó không phải là quăng đâu cũng ăn, mà mình phải quăng, mình gà liễm, mình quăng sao mà trúng cái chỗ nó ăn. Thì một chút mình quăng lại ngay chỗ đó nữa thì nó mới ăn nữa. Còn quăng ở chỗ khác tật lất là nó không ăn đâu. Ok ha. Nó đây mọi người, đây là ông khẩu địa nè, ổng cũng ra ổng câu nè mọi người. Đó, cá nó ăn của ổng nãy giờ ổng giật, nãy giật là lắm rồi. Chưa bỏ rồi. Nó canh nha, canh nha. Đó. Đó. Dính rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính rồi, công đọc cừng quá trời ơi. Đó chưa. Yeah, đây. Đó, hổ địa nha mọi người. Không, hổ địa ra biết lỗ chọi cái cá tan liền. Ghê chứ. Mình không biết lỗ, mình chọi sớm giờ nó không ăn. Không biết lỗ ra anh chọi cái lùm. Đây là hổ địa nha. À, ghê chứ. 5-10 phút lắm này. Ghê. Mới ra trời cục mồi ngồi nói dốc rồi là lầm. Ghê ghê. Đó, lấy cục mồi bóp tiếp nè. Để coi có làm được con nào nữa không nha. Chứ mình là mình thấy mình xong rồi đó, mình thua rồi đó. Anh em thì giờ cũng hết thấy đường anh em ơi. Tối rồi. Thôi giờ mình cuốn đồn về. Ăn hay giờ? Rồi thôi giờ mình cuốn cần mình về nha mọi người. Thì ông hổ địa ông cũng cuốn cần luôn rồi. Để mình cuốn xong mình quay thành quả cho mọi người coi cái về ha. Ok mọi người. Đây mọi người, thì đồ nghề bữa nay nè. Chùm nho nè. Cám nè. Cám bịch cám câu còn như đây nè. Cá đây. Thì được 4 con. Đó, mình được 3 cá chim nha. Đây mình sẽ thả nó về luôn nha mọi người. Một con. Hổ địa ra câu lưng con cá ta nè, thả luôn nha. Hai con nằm ở chưa biết bơi nè, còn ngáo ngáo nè. Đây ba con, đây 4 con đó, ngáo ngáo nằm hết rồi, bơi đi nè mà xong nha anh em. Đó, thì cá này mình thả cũng không phải là làm màu gì đâu, mà tại vì mình có xin ở trên xíu công chuyện cho nên là mình thả thôi. Ok mọi người ha, bye bye mọi người.
Hẹn gặp lại.